không tới về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kia tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau về sắc xe tìm tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy Úc mà xưa xoan đẹp hơn. Đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng bình ơn một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy đầm dơi nước sông lững lờ bóng tràm thoáng đưa mùi hương. Mong anh đến rừng U Minh cánh quan bao tình, khung trời đẹp xinh lá hoa điểm tô trời xinh. Sắc xe tìm tôi, chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy Úc mà xưa xoan đẹp hơn. Đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng bình ơn một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Kính thưa anh Bảy, đại diện chủ sư gia đình. Kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tâm Bình, kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể quý cô bác cùng tất cả anh chị em đồng đạo có mặt hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm Nhâm Dần, cũng là ngày lễ kỷ niệm cúng công thường tiên cho thân phụ anh.
thanh bại tên gọi danh là ông Nguyễn Quang Hiến tử thịnh. Được sự yêu cầu của gia đình mà toàn thể anh em đồng đạo chúng ta không hề đường xa xa xôi tạm gác công việc gia đình, nhân chút thời gian đồng thời tụ về đây để học tâm cùng với gia đình. Mỗi người một nén hương cộng với tâm hương mà thành tâm cầu nguyện cho công linh người quá vãng. Đường nhà lãnh đường diêm với liên hiệp lực được hoàng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật, đó là một điều hết sức quý báu cho gia đình. Kính thưa chú quý vị, uống nước với nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây, và ca dao có câu cây có cội với đâm trời nảy được, nước có nguồn với bể rộng sâu sâu, có người muốn bể nơi đâu, có tiên cầu trước rồi sau mới có mình. Thế nên người xưa có câu thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh bất hạnh hiếu quy tiên, nghĩa là trời đất có bốn mùa, mùa xuân đứng đầu, người có tâm hạnh hạnh hiếu đứng trước. Thế nên trong giáo lý học Phật tu nhân, Đức Thầy cho biết nào là linh lý tứ anh, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Mà ông tổ tiên cha mẹ đứng đầu trong tứ ân nên ngài đã dạy, mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường lên đem quải mới là, có chi cũng lấy vậy mà dân ngôi, ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Thế nên hôm nay gia đình làm chỉ hiếu, anh em đồng đạo chúng ta làm chỉ nghĩa, nhân sanh hiếu nghĩa phải đền xong, mới rõ cháu con giống lạc hồng, ân mẹ sinh thành cho tự núi, con cha dưỡng dục sánh giường sông, truyền xưa đế thích ra ngôi cả, tích cũ đề xà đắc đạo thông, kinh điển lưu truyền gương Phật thánh, nhờ người hiếu hạnh được nên công. Bởi vì hiếu là cái gốc lớn trong thiên hạ, hiếu động đến lòng đất thì vạn vật nở qua, động đến lòng trời thì mưa thuận gió hòa, động đến lòng người thì phước đến với mình. Cháu con mới hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân vầy mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Chứ tạm dừng lời nói đầu ở nơi đây để tiến hành vào buổi lễ hôm nay, tôi xin giới thiệu những phần sau. Thứ nhất, xá kính trình ba ngôi thờ của người cư sĩ tại gia. Thứ hai, danh thực phẩm hương hoa lên cúng trụ quyền thất tổ và trong linh người quá vãng. Thứ ba, kiến hai mâm thực phẩm, một cho đất đai, một cho cô bác, và cầu nguyện một lần ba lượt ra bàn Phật giữa trời. Thứ tư, trở lại nghi thức ban đầu và bế mạc buổi lễ. Vậy kính thỉnh quý vị cắt bỏ muôn duyên, thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, hướng về ngôi thờ cũ quyền thất tổ, đồng thành cái thức xá ba xá: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hướng về ngôi thờ hồng ân tam bảo, lòng thành cái đức xá ba xá: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hướng về chân dung đức thầy, thành kính tri ân hai xá: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sẽ cho mời quý vị xoay về hướng bàn thập thiên, hướng về bàn thập thiên, lòng thành cái đức xá ba xá: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nghi thức lễ đã xong, mời quý vị xem về phía bên trong. Xem về phía bên trong, kính thỉnh quý vị hướng về ngôi thờ cũ quyền thất tổ, đồng thành kinh xá ba xá: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng quỳ. Mời quý vị chắp tay hương dâng lên trán, khấn nguyện cuối kính dâng hương trước cụ quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm Nhâm Dần, cũng là ngày chính lễ kỷ niệm cúng ông thường niên cho ông Nguyễn Quang Hiến. Trong gia đình con thọ cháu hiền, đã thành lòng báo hiếu dâng thực phẩm hương hoa lên cúng cụ quyền thất tổ và giống linh người bá vạn. Vậy kính thỉnh cụ quyền thất tổ và chúng linh người quá vạn về đồng lai phối thượng cảm ứng chứng minh lòng hiếu thảo của con cháu và nghĩa tình của chư đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá một xá đồng đứng lên. Mời quý vị xá một xá để thu hương và cấm hương. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn đã xong, mời quý vị xã học xã quyền xuất đại tạ ơn cụ viện thất tổ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa lễ thành tâm kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa độ bốn lần lễ lại, mời quý vị đồng đứng lên. Xa ba xa Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời ban thân ngang đốt hương. Nguyễn Quang Hồng tuổi Mẹo
Trần Văn Tú tuổi Tý, Nguyễn Thị Đẹp tuổi Hợi, Trần Thị Thiện huyện Trúc Giang. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ quân linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị sáng hôm sáng đồng đứng lên. Mời quý vị sáng hôm sáng niệm thương và cảm ơn Nam mô A Di Đà Phật. Trong khi đưa hương, mời quý vị đứng lại vị trí trang nghiêm, chắp tay niệm Phật. Kính thưa cho quý vị, lượt cầu nguyện thứ nhất đã qua, đến lượt thứ hai. Vậy kính thỉnh quý vị hướng về bàn Phật, lòng thành kính xá ba xá Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng nguyện. Mời quý vị chắp tay dâng lên trán khấp nguyện lượt thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ngũ quyền thất tổ và ông Nguyễn Quang Yến tuổi thìn, Bùi Thị Như tuổi thìn, Hồ Thị Hoa 63 tuổi, Đặng Thanh Dũng 68 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Vân 68 tuổi, Nguyễn Quang Hồng tuổi Mẹo, Trần Văn Tú tuổi Tý, Nguyễn Thị Đẹp tuổi Hợi, Trần Thị Thiệp huyện Trúc Giang. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ quang linh, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh tiền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Và thành tâm kính lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đồ bốn lần để lại, mời quý vị đồng đứng lên. Sáng chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thích Chí Bồ Tát, bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cho quý vị, lượt cầu nguyện thứ hai đã qua, đến lượt thứ ba cũng là lượt sau cùng. Vậy kính thỉnh quý vị hướng về bàn Phật, lòng thành kính xá ba xá Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng quỳ. Mời quý vị chắp tay dâng lên trán thất nguyện lượt thứ ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ngũ quyền thất tổ và ông Nguyễn Quang Yến tuổi thìn, Bùi Thị Như tuổi thìn, Hồ Thị Hoa 63 tuổi,
Đặng Thanh Dũng 68 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Vân 68 tuổi, Nguyễn Văn Hồng tuổi Mẹo, Trần Văn Tú tuổi Tý, Nguyễn Thị Đẹp tuổi Hợi, Trần Thị Thiện, Nguyễn Trúc Giang. Nhờ ơn Đức Phật từ bi muốn độ quốc linh, đường thoát chốn mê đồ, vạn sanh hiền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Và thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Tư tụ bốn lần để lại mời quý vị đồng đứng lên. Xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng tại chỗ để chúng ta làm lễ cầu an. Chúng ta mới làm lễ bế mạc. Kính thưa quý vị, đến Phật thứ tư là Phật cầu an. Một lần, ba lần thì mời tất cả quý vị chúng ta hướng về bàn Phật giữa trời lập thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quý vị đồng quyền dân hương lên tán niệm được thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu an cho Quỳnh Văn Nghi 74 tuổi, Tần Thị Vui 92 tuổi, Hồ Thị Nguyên 70 tuổi, Phan Quỳnh Văn Ân 70 tuổi, Dương Thị Bằng 93 tuổi, Tần Thị Mai 80 tuổi, Nguyễn Thị Nguyễn Minh Thận 20 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ cho bệnh nhân sớm được giải thoát quả căn, tiêu tan nghiệp chướng, bệnh tật tiêu từ thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá Bồ Tát đồng đứng lên. Mời quý vị xá Bồ Tát để thu lương và cảm ơn đây và Phật Thích Ca đang cầu an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá một xá lại tạ ơn Đức Phật bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả như quý vị đồng đủ thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Từ lần đầu bốn lần trở lại. Mời tất cả chư quý vị đồng chúng ta chuẩn bị quý vị chúng ta sáng như trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, lượt thứ nhất đã qua đến lượt thứ hai, vậy mời tất cả chư quý vị hướng về bàn Phật đang cầu an lập thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả chư quý vị đồng quyền chúng ta lên tán nguyện lần thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu an cho Quỳnh Văn Nghi 74 tuổi, Tần Thị Vui 92 tuổi, Hồ Thị Nguyên 70 tuổi, Phan Quỳnh Văn Ân
70 tuổi, Dương Thị Mạnh 93 tuổi, Tần Thị Mai 80 tuổi, Nguyễn Minh Thận 20 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ cho bệnh nhân sớm được giải thoát quả căn tiêu tan, hiệp chướng bệnh tật tiêu từ thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Lần thủ bốn lần lại mời tất cả yêu quý vị đồng hương lưng lên, mời quý vị chúng ta sáng như đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa yêu quý vị, lượt thứ hai đã qua đến lượt thứ ba cũng là được sao tụng, mời tất cả yêu quý vị hướng về bàn Phật lòng thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả chư quý vị đồng quỳ chúng ta lên tán thành lượt thứ ba cũng là lượt sau cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu an cho Quỳnh Văn Nghi 74 tuổi, Tần Thị Vui 92 tuổi, Hồ Thị Nguyên 70 tuổi, Phan Quỳnh Văn Ân 70 tuổi, Dương Thị Mạnh 93 tuổi, Tần Thị Mai 80 tuổi, Nguyễn Minh Thuận 20 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ cho bệnh nhân sớm được giải thoát quả căn tiêu tan nghiệp chướng, bệnh tật tiêu từ thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm chỉnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa lên đủ bốn lần cả lại mà tất cả cư quý vị đồng chúng lên, mời quý vị sáng như trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cư quý vị, buổi lễ cầu nguyện và cầu an đến đây kết thúc. Mời quý vị chúng ta sẽ vào tâm để trở về những nghi thức ban đầu làm lễ cái bàn. Mời quý vị hướng về ngôi thờ của vị Phật tổ lòng thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hướng về ngôi thờ Hồng Ân Tam Bảo lòng thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hướng về chúng dưới đức thầy lòng tri ân xá hai xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sẽ xong rồi quý vị chúng ta sẽ ra hướng bàn thêm. Mời quý vị hướng về bàn thông thiên lòng thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hướng về bàn Phật đang cầu nguyện lòng thành kính xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi lễ đến đây kết thúc. Mời quý vị đồng đạo chúng ta về đi. Mời tất cả xem quý vị chúng ta nắm lại dùng bữa với chim khế ngọt cho con trèo.
trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che, quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thêm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là kính chào các đồng đạo. Là hôm nay là nhân dịp mình có hội ngộ đủ duyên, tôi xin có đôi lời kính chúc cho bà con đồng đạo được nhiều sức khỏe. Và hôm nay là nhân dịp ngày đám giỗ của ba tôi, là tôi có nhờ anh em
ghi hình video một đoạn băng clip để cho quý đồng đạo mình ăn uống cho nó đúng với âm dương, ăn gạo rút quý đồng thì để trị bệnh, kèm theo một cái cuốn sổ tay dưỡng sinh của ông thầy Tuệ Hải, mình ăn cái đó và đúng như vậy thì khỏi có gặp bác sĩ suốt đời. Còn vấn đề bột ngũ cốc thì năm loại đậu là dinh dưỡng, trong đó là mình để quậy sáng lê chiều đêm mình uống, chứ giờ sức khỏe là trên hết, mà mình uống những cái chất ngọt có ga, chất đường thì nó độc hại cho sức khỏe dữ, nhiều dữ lắm, là có thể mình làm suốt đời mình để dành tiền để đi chợ, mà không có chợ gì mà bán đắt bằng cái chợ gãy hết trơn á, nó không có cho trả giá mà nó nhóm tối ngày sáng đêm. Bây giờ mình ăn cái kiểu này là khỏi chứ đi chợ. Chợ nào? Chợ gãy á. Rồi thôi, có đôi lời với cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, Việt kiều của mình các nước trên thế giới là có duyên coi được cái clip này để mà mình áp dụng theo ăn uống mỗi ngày thì suốt đời có lẽ là không có gặp bác sĩ. Tôi có đôi lời gắn ngọn vậy thì cho kính chúc cho quý bà con anh em đồng đạo nên là áp dụng theo phương cách ăn uống cho nó hợp với âm dương. Đức Phật nói là khẩu thì nhập thì tùng bệnh, từ khẩu nhập mà quả tùng bệnh thì từ miệng vào, mà quả thì từ miệng ra. Thì như vậy thì mình ăn uống thì không đưa cái chất độc vô người mình thì nó sẽ bệnh. Là mình ăn uống đúng với âm dương thì sức khỏe là cân đối, là nó mới chống lại những cái tất cả những bệnh nan y. Xin chào quý vị khán giả trong và ngoài nước. Nam mô A Di Đà Phật. Như lời mẹ.